Chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện về làm thế nào mà thị trường tài chính cũng như là nền kinh tế hoạt động. Và chúng ta sẽ có một cái góc nhìn với cái tình trạng hiện tại của nền kinh tế toàn thế giới cũng như là tại Việt Nam. Thưa các bạn, trong các cái phần trước về chuyên đề nền kinh tế và thị trường tài chính hoạt động như thế nào thì chúng ta đã có trên màn hình ở đây, đó là cái vòng xoay tư bản từ một cái nhà thầu có một cái khoản thu nhập 1 triệu đô gửi vào ngân hàng. Sau đó thì ngân hàng dựa trên niềm tin về tín dụng đã cho cái cô mà chủ tiệm bánh vay, và từ đó thì cô này lại thuê chính cái nhà thầu đó để xây dựng lại tiệm bánh. Và sau khi mà kiếm được tiền từ cái hoạt động xây dựng tiệm bánh thì anh nhà thầu này lại gửi tiền vào chính cái ngân hàng đó. Và chúng ta thấy rằng là trong cái vòng xoay tư bản trên màn hình của các bạn đang thấy thì chúng ta hình dung một điều rằng là chỉ với 1 triệu đô ban đầu thôi, nhưng chính nhờ cái niềm tin rằng là cô chủ tiệm bánh sẽ kinh doanh bánh thành công mà ngân hàng đã cấp tín dụng, có nghĩa rằng là họ dựa trên niềm tin, họ cấp cái niềm tin đó cho cô chủ tiệm bánh đó. Và với cái vòng xoay tư bản này thì đồng tiền nó được xoay vòng và nó tạo ra giá trị trong tương lai. Và trong phần thứ hai thì chúng ta thấy rằng là có hai cái vấn đề ở đây, tức là nếu như mà có quá nhiều tín dụng, tức là có quá nhiều khoản vay, mà trong khi đó các cái khoản vay này lại không được đảm bảo bằng các cái giá trị gia tăng, tức là cái phần mà cô chủ tiệm bánh sẽ thực hiện cái hoạt động của mình, tức là tạo ra hoạt động kinh doanh để mà có được lợi nhuận, từ đó thì có được thu nhập để trả các cái khoản vay cho ngân hàng. Thì nếu như có quá nhiều tín dụng mà tín dụng đó nó không được đảm bảo thì lập tức là cái vòng xoay tư bản này nó rơi vào một trạng thái là bị đình trệ. Và khi đình trệ thì các ngân hàng trung ương thế giới thì họ sẽ bơm tiền vào. Và đây là chính cái giai đoạn mà chúng ta đã quan sát thấy trên thị trường. Mà nếu như bạn nào mà chưa nắm được vấn đề này thì vui lòng xem mà cái phần 1 và phần 2 của chúng tôi với chủ đề là thị trường tài chính và nền kinh tế hoạt động như thế nào. Trong phần 3 này thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về cái vấn đề cơ bản nhất của một cái vòng xoay tư bản. Đó chính là các cái giá trị mà cái cô chủ tiệm bánh nó tạo ra. Và trong cái vòng xoay này thì trong nền kinh tế có rất nhiều các cái giao dịch tương tự. Và với Ray Dalio, tức là một trong những giám đốc quản lý quỹ, founder của các quỹ đầu tư nổi tiếng trên thế giới. Ray Dalio là hiện nay ông là tỷ phú đô la, và ông đã có một cái giải thích rất rõ ràng về cái chuyện thế nào nền kinh tế hoạt động cũng như là thị trường tài chính hoạt động. Thì nó dựa trên một cái khái niệm cơ bản, nó là có hàng triệu, hàng tỷ các cái giao dịch như thế này nó được diễn ra trong nền kinh tế hiện đại ngày nay. Và chúng ta thấy rằng là và với cái cô chủ tiệm bánh đó thì để thực hiện cái giao dịch này và tạo ra cái giá trị thành công thì thực sự rằng là cô ấy phải làm hai thứ, đó là cô sử dụng nguyên liệu, có nghĩa rằng là khai thác cái nguyên liệu để làm bánh, và thứ hai là sử dụng năng lượng. Cô biến cái năng lượng của cô ấy bao gồm cả năng lượng từ con người, tức là chân tay của mình, cái mà chuyển hóa năng lượng cơ bản nhất, xa xưa nhất trong lịch sử loài người, đó chính là khi con người ta ăn thực vật vào, ăn động vật vào và chuyển hóa cái năng lượng từ thực vật và động vật đó thành cái công năng của đôi bàn tay của chúng ta và tạo ra của cải vật chất. Thì đấy là cái nền tảng cơ bản nhất. Và chúng ta thấy rằng là trên thị trường tài chính hiện tại thì có rất nhiều các dạng tài sản tài chính, cổ phiếu, trái phiếu, rồi vàng, vân vân. Nhưng các cái tài sản tài chính đó nó phải được đảm bảo bằng những cái tài sản cơ sở, là những cái tài sản cơ bản, đó chính là các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, những cái hoạt động tạo ra giá trị của doanh nghiệp. Và tôi nhắc lại cái thông tin mà ở trong phần thứ hai, đó là vào trong giai đoạn là khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 thì giới kinh tế đánh giá rằng là tổng cái giá trị tài sản tài chính trên toàn cầu nó lớn gấp 3 lần cái giá trị tài sản thật của các quốc gia tạo ra những cái tài sản tài chính đó, và như thế thì tạo ra bong bóng tài sản vào cái giai đoạn mà khủng hoảng tài chính năm 2008 đó. Thế còn câu chuyện là bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện là các cái nền kinh tế thật thì như thế nào, tức là sử dụng nguyên liệu và năng lượng là những cái nền tảng cơ bản nhất của bất kỳ nền kinh tế nào cũng như là thị trường tài chính nào. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là
trong lịch sử của loài người và các cái nền kinh tế phát triển, chúng ta phát triển đầu tiên là cuộc cách mạng nông nghiệp. Chúng ta thấy rằng là chúng ta đầu tiên là chúng ta săn bắt hái lượm này, sau đó thì chúng ta xây dựng cái nền kinh tế trồng trọt và đặc biệt là cây lúa mạch. Vào cái thời điểm mà xa xưa thì thậm chí cây lúa mạch còn được đại diện cho tiền. Tức là một trong cái văn bản thu thuế đầu tiên của lịch sử loài người thì có ghi rằng là cái đơn vị là đơn vị lúa mạch. Theo đơn vị lúa mạch có nghĩa rằng là sử dụng lúa mạch như là một cái công cụ thay thế cho tiền để chuyển đổi giữa các cái giao dịch với nhau và từ đó nền kinh tế hoạt động. Thì trong cái giai đoạn đó chúng ta hình dung là lúa mạch nó rất là khan hiếm. Mà khi nó khan hiếm thì nó giống như vàng bây giờ, nó là một cái dạng bản vị tiền. Đấy, nhưng sau đó thì cái cách mạng nông nghiệp được diễn ra và chúng ta thấy trong trên màn hình là cách mạng nông nghiệp được diễn ra và nó biến lúa mạch trở thành một trong những cái sản phẩm phổ biến trên thế giới. Và sau cái cuộc cách mạng nông nghiệp này thì nền kinh tế phát triển trong vòng hơn 500 năm trở lại đây, từ thế kỷ 15 trở lại đây, nó là nền cách mạng công nghiệp. Và với nền cách mạng công nghiệp này thì chúng ta hình dung rằng là bắt đầu sử dụng nguyên liệu và biến nguyên liệu thành năng lượng. Cụ thể ở đây đó chính là sự phát triển của động cơ hơi nước. Và chúng ta biết động cơ hơi nước là như nào. Nếu chúng ta quan sát thấy cái ấm đun nước của chúng ta, khi mà đun sôi lên thì cái nắp nó bập bồng, đúng không ạ? Cái nắp bập bồng đó chính là một cái hiện tượng biến cái nhiệt năng, tức là chúng ta đun nước cho nó nóng lên, chuyển hóa thành hơi, và hơi đẩy cái nắp nó bập bồng lên xuống như thế này, tức là chuyển hóa nhiệt năng thành động năng. Thì cái động cơ hơi nước là một cái dạng như vậy, tức là chuyển hóa cái nhiệt năng chúng ta khai thác nhiên liệu là than, sau đó đốt lên và nó tạo ra hơi nước và đẩy các cái piston nó chạy, và theo đó thì nó đẩy các con tàu nó chạy. Và nước Anh là cái nước phát triển động cơ hơi nước đầu tiên, và chỉ trong vòng gần 100 năm thôi thì nước Anh đã xây dựng được 40.000 km đường dây tàu hỏa sử dụng động cơ hơi nước. Và như thế thì nền công nghiệp Anh nó phát triển một cách rực rỡ. Và trong cái giai đoạn trước đó, và chúng ta hình dung đây là một cái nền tảng cơ bản để nền kinh tế phát triển và thị trường tài chính phát triển, đó chính là cuộc cách mạng công nghiệp. Và với cái cuộc cách mạng công nghiệp này thì chúng ta hình dung một điều rằng là các cái giao dịch trên thế giới này về mặt bản chất là sử dụng nguyên liệu và chuyển hóa năng lượng. Thế thì chúng ta nhìn vào năm 2020 này, chúng ta thấy các cái sự kiện có liên quan. Ví dụ như đầu tiên đó là dầu, giá dầu. Khi nền kinh tế ảm đạm, trong trên VTV, trong cái chương trình đầu năm nay thì tôi có chia sẻ rằng là chúng ta quan sát cái hoạt động của nền kinh tế dựa trên là giá dầu. Khi mà nền kinh tế ảm đạm thì giá dầu xuống rất là thấp, và chúng ta thấy rằng trong giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch thì vào ngày 20 tháng 4 năm 2020 vừa rồi thì lần đầu tiên trong lịch sử giá dầu giao tháng 5, tức là giá dầu WTI giao sau gần một tháng thì là giá dầu giao tháng 5 thì đáo hạn vào ngày 21 tháng 4, thì trước một ngày đáo hạn là ngày 20 tháng 4 thì lần đầu tiên trong lịch sử giá dầu giao tháng 5 WTI xuống đến con số là -$37 kết thúc phiên. Có nghĩa rằng là người mua dầu phải người bán dầu phải trả thêm tiền cho người mua dầu để nhận dầu về và đựng chứa đựng. Tất nhiên đây là một cái sản phẩm tài chính về dầu thôi. Có nghĩa rằng hợp đồng tương lai, và các cái hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn này thì nó cho phép chúng ta đánh giá xem là cái nhu cầu dầu như thế nào, và cái thời điểm đó là thời điểm đáy của các hoạt động trong nền kinh tế. Khi các hoạt động trong nền kinh tế nó sụt giảm xuống sâu như vậy thì cái nhu cầu sử dụng nguyên liệu nó cũng xuống, mà nhu cầu sử dụng nguyên liệu nó xuống thì lập tức cái giá nguyên liệu nó xuống, đó là nó phản ánh cái giá dầu, nó phản ánh nền kinh tế. Và chúng ta thấy rằng là nền kinh tế cũng như là thị trường tài chính, các cái thị trường hợp đồng kỳ hạn nó bị tác động bởi cái việc là sử dụng nhiên liệu như thế nào. Đấy, và nhiên liệu này thì nó phản ánh vào đâu? Nó phản ánh vào các cái hoạt động giao dịch trong nền kinh tế, và cụ thể hơn nó chính là các cái hoạt động giao thông đi lại. Và chúng ta thấy rằng là các hoạt động giao thông đi lại nó sẽ quyết định xem là nền kinh tế nó có vận hành tốt hay không. Chúng ta thấy trong cái giai đoạn mà đỉnh điểm của dịch tại Vũ Hán thì các cái hoạt động giao thông tại Trung Quốc nó sụt giảm một cách nghiêm trọng. Nhưng ngay sau đó khi mà bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, đại dịch được khống chế, thì các hoạt động giao thông nó tăng trưởng đột biến so với trước. Thế còn ở trong giai đoạn này chúng ta thấy rằng là tôi vừa mới thực hiện một chuyến bay, thì khi mà ra sân bay, các bạn sẽ quan sát cái hình ảnh đang thấy ở sân bay đây, thì chúng ta sẽ thấy rằng là sân bay đang ở một cái tình trạng là ngày xưa thì là 3-4 line để đi vào
check in, kiểm tra an ninh, nhưng bây giờ chỉ có một line thôi, các line còn lại thì đang đóng. Và cho dù có một line thôi, các bạn quan sát thấy trên màn hình thì nó cũng vẫn rất là vắng, và nó phản ánh rằng là trong cái điều kiện như thế thì nền kinh tế đang sụt giảm hoạt động của mình. Và như thế chúng ta thấy rằng là trên màn hình là gì, từ sử dụng nguyên liệu nó chuyển sang thành giao thông đi lại, và nó phản ánh cái hoạt động của nền kinh tế, ví dụ như hàng không, như tàu hỏa, như là đường bộ vân vân, hay là tàu thủy, nó đều sử dụng nguyên liệu hết. Mà nguyên liệu hiện tại đang được sử dụng nhiều nhất đó là dầu mỏ. Tuy nhiên thì dầu mỏ là một dạng nguyên liệu không bền vững, nguyên liệu hóa thạch, và nó có cái mức giới hạn thôi. Và đến thời điểm này thì thế giới nó bắt đầu tính toán đến câu chuyện là thay thế dầu mỏ. Trước đây 10 năm thì người ta nghĩ rằng là dầu mỏ không thể thay thế được, và rất khó tìm các nguồn nhiên liệu khác. Nhưng đến thời điểm này chúng ta thấy ngay cả Việt Nam có rất nhiều các nguồn nhiên liệu được coi là nhiên liệu bền vững thay thế cho nhiên liệu hóa thạch, ví dụ như là năng lượng mặt trời, chúng ta sử dụng điện mặt trời này, năng lượng gió, rồi có rất nhiều các nguồn năng lượng, ví dụ như năng lượng về quantum, tức là năng lượng về lượng tử. Và nó thay đổi cái kết cấu của nền kinh tế, và cái nền kinh tế hoạt động như thế nào thì nó phụ thuộc vào chuyện, tôi xin nhắc lại, phụ thuộc vào chuyện là sử dụng nhiên liệu và chuyển hóa thành năng lượng, chuyển hóa năng lượng thành các cái hoạt động tạo ra giá trị, và từ đó thì nó là nền tảng cơ bản cho các cái sản phẩm tài chính trên thị trường. Và với cái phần ba này chúng ta thấy rằng là cho dù sản phẩm tài chính như thế nào đi chăng nữa thì nó phải dựa trên những cái tài sản cơ sở có giá trị thực. Đấy. Và những cái tài sản tài chính như là vàng hay là Bitcoin có lẽ rằng là trong tương lai nó có thể bị thay thế bởi những cái sản phẩm tài chính khác. Đấy. Nếu như nó không có một cái giá trị thực nào đó, và cái giá trị thực đó nó được dựa trên một cái từ mà có lẽ rằng là ở trong từ phần 1 đến phần 2, phần 3 này, đó là niềm tin. Chúng ta có cái niềm tin thì chúng ta khiến cho cái hoạt động của thị trường tài chính cũng như là của nền kinh tế nó sôi động, mà khi đó thì nền kinh tế hoạt động và chúng ta vẫn vận động và đi lên. Đó chính là điểm mấu chốt của bất kỳ cái thị trường tài chính hay nền kinh tế nào. Và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi đến phần 3 của chúng tôi. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì xin hãy vui lòng để lại comment ở dưới clip. Hẹn gặp lại các bạn ở các phần tiếp theo.